ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី28ព្រំពីខែមករាឆ្នាំ2021ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី7ខ ແກ່គេដាក់ស្រ្តីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះក៏ទូលថាលោកគ្រូស្រ្តីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នារីឯក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យយើងចោលស្រ្តីយ៉ាងនេះនឹងថ្មដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្ដេចគេទូលដូច្នោះដើម្បីនឹងល្បងលរទ្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចោតប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះស៊ូទ្រង់អោនទៅសរសេរនៅដីដោយព្រះអង្គគិលីវិញ តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនចោះរួចទ្រង់ក៏អោនសរសេរនៅដីម្ដងទៀតកាលបានលឺពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោទប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដរាបដល់អ្នកក្រោយបង្អស់ សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដោយនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលទៅថានាងអើយពួកអ្នកដែលចោទប្រកាន់នាងតើនៅឯណាមានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនាងនោះឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថា ខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញនោះពួកផារីស៊ីទូលថាអ្នកធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនអ្នកដូច្នោះសេចក្តីបន្ទាល់របស់អ្នកមិនពិតទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាទោះបើខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនខ្ញុំគង់តែសេចក្តីបន្ទាល់នោះក៏ពិតដែរព្រោះខ្ញុំដឹងជាខ្ញុំមកពីណាហើយទៅឯណាផងតែអ្នករកគ្នាមិនដឹងជាខ្ញុំមកពីណាឬទៅឯណ
tại bậc nhóm chung nông chung rẻ đại nô sực đây chung nông chung rẻ rồi bậc nhóm chỉ bật vành vì pru nhóm mình lâu tại anh tỷ cứ miên bờ bờ đá đại chát ở nhóm một trung công chỉ mùi phong hãy nông kết với nay rồi bao nè rọ kia còn miên bịa chay tục một tháng sực đây bận to rồi bao một nô pi nè nô bật hỏi đôi chân này miên nhóm này mùi đại thôi bận to việc luôn nhóm hãy miên bờ bờ đá mùi đại chát ở nhóm một trung còn thôi bận to việc nhóm đại nô kê tu su thả ta bờ 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 đá nè nâu ai nà bờ su trung sai thả nè rọ kia mình score nhóm rước bờ 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 đá nhóm tỷ bờ sân chỉ nè rọ kia bàn score nhóm nô nâng score đo bờ 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 đá nhóm tài bờ su trung miên mình tu biệt tầng ni nô trăng khèng cầm phong đại trung bằng riêng nô khnông bờ vị hìa tại kia nè na chấp trung tỷ pru cầm nót bờ trung mình toàn đo nô lời amen chấm nón chơi nè ta bờ bờ bận tu thay ni cứ buồn lư bờ bận tu cất nâng xoành dồn phụ á cha nâng phụ phá rơ xì ban bằng cọp ở bệnh xu cắt tốt sợ trầy mà nẹ đai bà bật xa hai xe môn nông chết tên na lô bóng lô bệnh xu bệnh xu mình bằng tù thà nẹ na đẹp miên bạp xót cho ai nẹ nụ cho niên nâng thmo chì môn kỳ chọc trung bản miên bằng tù đôi chân này đầm bây bằng hành thà ca chân nông chùm rè nè kết mình này mình men tổ lơ tay sợ trầy mà nẹ nụ bằng nọ con tay tổ đo môn nụ tiền ốc đai cầm phung can thmo nụ đài cụ nia bọt đông thmo chào chành bệ su bàn ớt tố đo sợ trầy nốt, hỏi bàn miên mình tu prap niên thá, cùng ớt phơ báp tiệt lời. Bệ su bàn nai nôm bệ ông trung thá, chia phần lưu lục cây. Đôi chia phần lưu bầm lưu chia dàng ná, nụ bệ su có chia sự đầy bật dàng nốt đài. Hỏi bệ đại khung nâu chìa mùi năng bệ su, có phơ chia ti bàn toa chùm phúc ca nỉ đài. Tu chia dàng ná, phụ phá rì xì bàn chanh phi sự đầy bật, đòi bạc đại sai bệ giê su, hỏi phụ kê có mình score bệ đài. Ta bệ Giê-xu chia nổ ná, bệ Giê-xu chia phần lưu đại bảo tiên chỉ vật đó lục cây nỉ. Đôi chìa cục giang trâu ban phát đòi tất ruộng nụ, trâu ban ruộng lăng vinh chia dạng ná. Nụ hiệp ngon ngất nâng trâu ban đọa chênh phì cục cân lành đại phần lưu chanh chăng tột đỏ. Hai chỉ vật nâng phần lốt chênh nâu cân lành tàng nụ dạng nụ đài. Bệ ông cha đại miên bần tu thà, nhóm chia phần lưu lục cây, miên bần tu pháp dân thà. Dương có chia phần lưu lục cây đài. Ta bè cùng phong bằng riêng ở vầy đọc nhóm. Phong môn nô đại bàn mưu chung vinh sở trây đại bàn chóp tô chung phô ca bà bật xa hai xe môn nô. Miên tô chung phô hiếp xa chở rất lơ khuôn ảnh. Phô kê trâu bàn kích khuôn chánh đời chát tục sở trây nô. Đôi chìa côn chiên thoai danh bô chia ảnh chẳng.
Muốn nâng rớt thơm mơ tổ cúp nẹ đợt tí, cho dân chú lọc bánh trăng chỉ muốn sân. Thả ta dân trâu đồng rong thơm mơ tàng nụ mộc rốt luôn ấy, rưu xạ công rồi bỏ dân rửa ọt. Sẽ đây át thịt thàn, rẻ ọt mà chá ơi, xong chui bằng bánh tu bằng cùng đôi bần lưu rồi bỏ trúng. Đồng bây ở tu bằng cùng ai rô khăn niêm chế sơ mà nẹ, đai bánh chanh bần lưu lơ ti ngọt ngật khăn lô cây nịp hòn. Amen.